Vụ hai phụ nữ mất tích bí ẩn, tìm thấy thi thể thứ hai dưới kênh. Trước khi cùng bạn mất tích bí ẩn, chị Hoài có livestream quay trực tiếp trên Facebook cá nhân. Chiều ngày 30 tháng 4, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đang tìm thấy thi thể chị Thái Thị Hoài, 41 tuổi, tại cống điều tiết nước thủy lợi cầu Cây Phượng, xã Lăng Thành. Chị Hoài quê xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, trú tại một căn hộ trong chung cư hôm, thành phố Vinh. Nghệ An được tìm thấy sau 3 ngày mất tích bí ẩn. Cơ quan công an huyện Yên Thành đã phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của chị Hoài. Cán bộ chính quyền địa phương, người dân đã đến viếng, động viên, chia buồn gia đình chị Hoài. Trước khi mất tích, chị Hoài đi cùng với bạn là chị Phan Thị Năm, 41 tuổi, nhà ở thành phố Vinh, Nghệ An và có livestream quay trực tiếp trên Facebook của chị Hoài vào đầu giờ chiều ngày 28 tháng 4. Đoạn video livestream còn lưu lại trên Facebook chị Hoài cho thấy Chị Hoài đi cùng với một số người trên đoạn đường đất đi xe máy rất khó khăn. Cuối đoạn video quay trực tiếp có nói sống rồi, thôi đi bộ cho chắc ăn, cho an toàn chứ rớt xuống đang còn hai đứa con ở nhà. Cảnh quay cho thấy, hai người đi trên bờ kênh Thủy Lợi. Từ chiều ngày 28 tháng 4, chị Hoài và chị Năm cùng mất tích bí ẩn. Sáng hôm sau, ngày 29 tháng 4, người dân phát hiện thi thể chị Năm nổi lên trên kênh nước Thủy Lợi chạy qua xã Phú Thành, huyện Yên Thành. Ông Trần Xuân Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Thành cho biết, Chị Năm quê ở xã Công Thành lấy chồng về xã Liên Thành rồi sinh sống ở phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh. Ngày 28 tháng 4, chị Năm có về quê ngoại ở Yên Thành rồi đi xe máy cùng chị Hoài. Hiện cơ quan công an huyện Yên Thành chưa đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến chị Hoài và chị Năm tử vong là do tai nạn rơi xuống kênh nước hay bị sát hại. Cô gái đi xe máy về quê nghỉ lễ gặp tai nạn tử vong. Vào khoảng 8 giờ 10 phút sáng ngày 30 tháng 4. Tại km 17 cộng 550 quốc lộ 1A tuyến tránh Huế, đoạn thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe máy làm một người chết, một người bị thương. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Nguyễn T. T. sinh năm 1999, trú ở tỉnh Quảng Trị, cùng một cô gái khác đi trên xe máy biển kiểm soát 74G1-38379 chạy từ thành phố Đà Nẵng về Quảng Trị. Khi qua khỏi cầu tuần quốc lộ 1A tuyến tránh Huế khoảng 1 km thuộc địa phận xã Hương Thọ, xe máy của chị T bất ngờ bị ô tô đầu kéo biển kiểm soát 43H00506 kéo theo rơ mốc biển kiểm soát 43R02996 lưu thông theo hướng cùng chiều tông phải. Vụ tai nạn khiến cô gái đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, xe máy bị hư hỏng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế và công an thị xã Hương Trà đã đến hiện trường phân luồng giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn